Ok, hôm nay thanh niên đẹp trai đập hộp A73 hàng chính hãng. Máy tính, ôi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Lần đầu tiên bóc hộp. Lần đầu tiên được đập hộp. Hơi xúc động. Bỡ ngỡ. Sách vở này. Sony A73 hàng công ty chính hãng. Có tặng kèm túi này và thẻ nhớ Sony 260 MB trên giây, 32 GB. Mở ra đi. Đây, đầy đủ có những phụ kiện đây. Thế là dây sạc rất nhiều, nhưng cái dây này chuẩn của không phải chuẩn Việt Nam, mà chỉ là dây dẹp thôi. Hai pin à? Không, một sạc. Một pin. Pin zin của nó đấy. Thế rồi. Để cất cái này không nhọn. Rồi cái chuông này. Xong. Gửi lại công ty luôn. Đấy, hàng công ty luôn nhá. Đấy. Bảo hành 24 tháng. Sony Việt Nam. Mới đét đây này. Không tì vết. Không tì vết đúng thôi vì làm mới mà. Mỗi tội là không mang ống đi để test. Đây anh lấy con GM cho test xem. Sony chính hãng A73 thì bây giờ so với thời gian trước thì giá nó rất tốt đấy. Tốt hơn trước một chút nhiều. Đang hạ giá để chuẩn bị ra máy mới. Đúng rồi. Máy tính bây giờ còn có tầm 39 thôi các bạn nhé. Dòng này thì về chụp và quay thì rất là tuyệt vời. Quay 4K HD 120 frame. Đây là chúng tôi test trên cái ống 2470cm này, đẳng cấp của dòng lens của Sony. Con này mà chơi trên A73 thì cặp đôi hoàn cảnh luôn, sống chết có nhau luôn. Đây là lens cũ, đấy, còn máy thì máy mới. Không cần, bản chất nó đang còn dung lượng ấy. Nhưng mà mình đầu tiên về thì tối mình sạc, tranh thủ sạc lại đi cho nó. Giờ mình xả đó. Mình xả cho hết. Gắn thẻ vào test luôn. Đây. Mở cái khóa. Khe dưới là khe 1 nhé, khe trên là ở slot 1 dưới. Nếu nó vướng là mình phải xoay ngược thẻ. Giờ đây mày. Nhầm. Xanh các bạn. Khe này là hỗ trợ hai khe SD. Các bạn lưu ý khi dùng dòng A73 tốt nhất là dùng cái dòng cái thẻ nhớ tốc độ cao ấy mới phát huy được hết khả năng của máy. Phủ lau. À không sao đâu, em tháo luôn cả cái filter này ra. Để tháo cái hot này ra, tháo luôn ra là test. Các bạn lưu ý khi test ống thì lưu ý tháo filter ra test nhé, đừng có để filter vào, nhiều cái nó làm giảm chất lượng hình ảnh. Kích hoạt rồi. Đấy, đây là mới kích hoạt rồi này. Một cái máy mới thì đầu tiên nó phải kích hoạt như thế này. Đấy. Chọn vùng này, ngôn ngữ, vùng. Cộng 10. Set ngày giờ, setting. Máy tổng số cơ bản. A73 này thì màn hình có hỗ trợ cảm ứng các bạn nhé, cảm ứng này, hỗ trợ One Touch Shopping, nghĩa là lấy nét một chạm và chụp. Eros thẻ. Format đi, em đút ra cắm lại, format đi. Hết sạch pin. Đây, anh lấy cái pin khác đấy. Pin này về anh đi sạc cả cho này. Đưa cái pin kia đây anh ngồi sạc tí. Ấn vào cái lẫy là ra. Thôi về sáng được anh. Hả? Về sáng được. Tí về sáng nhé. Sạc mình cho nó full luôn nhé. Vâng. Đấy, nó
thẻ nhớ rồi nó phải vào tên vào format trước. Tôi bây giờ Sony phải format mới dùng được. Trong A73 này thì khả năng bắt nét của nó thì phải nói là vô đối rồi, gần như là hệ thống bắt nét nhanh nhất thế giới hiện tại. Nó ngang tầm như mấy con A7R3, A9 có thể so sánh được. Thử đi em. Bức ảnh đầu tiên anh chụp mày rồi. Lên sót, lên sót. Ông chủ hả? Ôi tôi chụp cái đầu tiên, chụp nó nhưng bị ao. Không đẩy về AF. Chưa gặp AF. Rồi, ngon rồi. Ok, từ ta. Ok.